chào cô chú và anh chị ạ. Bên con hôm nay có một số cặp sứ ghép xin được giới thiệu đến với cô chú và anh chị ha. Dạ, con xin được chia sẻ thêm là bên con có cung cấp thêm phân dơi nữa ha. Con bán một túi như vậy là giá 20.000. Và công dụng của nó là nó giúp cây của mình có bộ rễ khỏe và bộ lá dày, xanh, ít sâu bệnh. Cây ra nhiều nụ ha, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp. Cái phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn ha. Và cách sử dụng của nó thì mình có thể ngâm phân trong nước á, rồi mình khuấy cho nó tan ra rồi mình tưới. Hoặc là mình để phân khô mình bón. Ví dụ cỡ củ sứ như vậy nè, là mình rắc cho nó khoảng một nắm tay. Tùy theo thấy cây mình lớn hơn thì mình bón nhiều hơn, hoặc là bé hơn thì mình bón ít lại ha. Cỡ như vậy thì cho nó một nắm, rồi mình rắc ở trên mặt tro như vậy nè. Rồi mình tưới nước từ từ, phân nó sẽ tan và cây hấp thu chất dinh dưỡng ha. Con xếp hàng phân này trên toàn quốc luôn ạ. Nếu cô chú và anh chị có nhu cầu mua để bón cho các loại cây trồng á, thì liên hệ bên Hoa Sứ Lê Gia ha. Con cung cấp sỉ và lẻ luôn ạ. Nếu mà mình cần xài số lượng nhiều á, thì mình có thể mua ký ha. Con bán ký nữa. Còn mình mua xài ít thì mình mua túi như vậy ra sẵn, túi về 20.000. Dạ, con quay trở lại con bán cây sứ ha. Đây là cặp số 1. Cặp số 1 là mình có cây kim phụng với lại cây màu tím. Cây này kim phụng, hoa màu hồng. Cây này được 3 bo ha. Củ của nó thì tầm khoảng bằng cái lon sữa 400g. Rồi qua đây là cây màu tím, hoa màu tím than, hoa dạng cánh kép. Cây tím này thì 6 bo. Cặp này là số 1, giá 200.000. Qua đây cặp số 2. Số 2 là có cây quýt lúc với cây lạ long quân. Cây này lạ long quân, hoa dạng cánh kép ha. Hoa hồng, cây này thì 3 bo, cây mình đang cho nụ nè. Cặp này thì con vô chậu này chậu 8 và kế bên đây là chậu 9 ha. Và qua đây là cây quýt lúc. Quýt lúc là hoa nó màu hồng. Cây này 2 bo. Cặp này là số 2, củ hơi nhỏ. Con bán về mình ngắm hoa ha. Giá 120.000. Qua đây cặp số 3. Số 3 là có cây kim lân, hoa dạng cánh kép, hoa đỏ. Cây mình đang cho nụ quá tay luôn nè ha. Và qua đây là cây này là hai giống ngọc băng, hoa dạng kép màu trắng và cây quân tử, hoa màu tím sọc ha. Cây này thì nó 5 bo. Củ của nó tầm bằng cái lon sữa 400g. Cặp này là số 3, giá 120.000. Ở đây cặp số 4. Số 4 là có cây ngọc băng với cây long thành. Cây này ngọc băng, hoa màu trắng. Cây mình 3 bo. Rồi qua đây là cây long thành, hoa 3 lớp màu đỏ. Cây long thành thì nó 4 bo ha. Có cái bo giữa này là nó bị rớt rồi, con chưa có cắt bỏ đi ha. Cây này là có 4 bo ha. Cặp này là số 4, giá 120.000. Ở đây cặp số 5. Số 5 là có cây hồng ngọc với lại cây kim lân. Cây này hồng ngọc, hoa dạng cánh kép hoa hồng. Cây này 4 bo. Cái củ của nó tầm khoảng 1.5 tay con ướm lại. Và qua đây là cây kim lân. Kim lân hoa dạng cánh kép hoa đỏ. Cây kim lân này thì đang ra nụ quá tay luôn nè ha. Cái giống này nó, cây này nó ra, nó nở bông ra là nhìn cây đỏ rực rỡ luôn. Hoa dạng cánh kép ha. Cây này 5 bo. Cặp này số 5, giá 120.000. Qua đây cặp số 6. Số 6 là có cây phiết rồng với lại cây lạ long quân. Cây này hai giống nè, lạ long quân và Vân Huế 5. Lạ long quân hoa màu hồng, dạng cánh kép. Vân Huế 5 là hoa màu hồng, dạng cánh kép. Điểm nhấn nó là sọc hồng đậm ha. Cây này thì 5 bo. Củ nó tầm khoảng 1.5 tay của mình ướm lại. Và qua đây là cây huyết rồng, hoa màu đỏ. Cây này 5 bo luôn ạ. Cặp này là số 6, giá 240.000.
Và đây cặp số 7. Số 7 là có cây tấn hỷ với cây hồng bích. Cây này tấn hỷ hoa ba lớp, hoa đỏ. Cây tấn hỷ này thì 6 bo. Củ của nó khoảng bằng lon sữa 400g. Rồi qua đây là cây hồng bích. Hồng bích là hoa màu trắng, cánh viền hồng. Cây mình đang cho nụ nè ha. Cây này nó 5 bo. Cặp này là số 7, giá 240.000. Và đây cặp số 8, có cây kim lân với cây D5. Cây này kim lân, hoa dạng cánh kép, hoa đỏ. Cây này 4 bo ha. Đang cho nụ búp búp hết. Đây, củ nữa. Cái củ này tầm khoảng gần rưỡi tay mình ướm lại ha. Ở đây là cây D5. Hoa như hình ốp lên ha. Cây này thì nó 5 bo. Cái củ này thì gần 2 gang tay còn ướm lại. Cặp này D5 kim lân số 8 200.000. Ở đây cặp số 9 có cây kim anh với cây hồng phúc. Cây này kim anh, hoa màu cam có gân, hoa dạng cánh kép. Cây này 5 bo. Có bộ tàn tròn ha, xòe ra đều. Cây này có bộ tán rất là đẹp. Củ của nó cỡ khoảng 2 gang tay ha. Rồi qua đây là cây hồng phúc. Hồng phúc hoa như hình ha, ốp lên. Cây này 6 bo. Cặp này số 9, giá 280.000. Kim anh, hồng phúc. Và đây cặp số 10, có cây T1 với cây Enchasin. Cây này T1 ha. Hoa như hình ha. Cây này thì nó được 6 bo. 6 bo mà có cái bo này mới ghép lại ra lá non ha. Củ của nó thì tầm khoảng bằng cái lon sữa 400g. Rồi qua đây là cây Enchasin. Hoa dạng cánh kép, hoa như hình ốp ha. Cây này là nó 4 bo. Cặp này là số 10. T1 Enchasin 280.000. Đây cặp số 11. Số 11 là có cây Noel với cây NB. Cây này Noel, hoa như hình ốp ha. Cây này 5 bo. Cây Noel này được xả tàn một lần rồi ha. Cây Noel này thì vô chậu 8 ạ. Củ của nó thì nó khoảng bằng cái lon sữa ông thọ. Rồi qua đây là cây NB. Hoa như hình ốp ha. Cây này là nó 4 bo. Củ của cây NB này khoảng 2 gang tay của con ướm lại. Cây NB thì vô chậu này là chậu 9. Cặp này số 11, giá 270.000. Ở đây cặp số 12, có cây hồng ngọc với cây màu tím. Cây này màu tím, hoa nó dạng cánh kép màu tím than ha. Cây này 4 bo. Cây tím này có tựa ra dài ha, khoảng hơn 2 tấc luôn. Củ của nó khoảng 1 gang rưỡi tay ướm lại. Rồi qua đây là cây hồng ngọc, hoa màu hồng dạng cánh kép. Cây này 5 bo. Củ của nó là khoảng gần 2 gang tay mình ha. Cặp này là số 12, giá 260.000. Và bên tụi con là xếp hàng phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ha. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ Leza thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình bấm nút để đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con ạ. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ.